Hiện tại thì mình sẽ phỏng vấn một chú khách hàng đến tuổi. Hôm nay chú đến Laptop Minh Vũ để sắm một chiếc máy để làm công việc của chú. Công việc của chú thì liên quan đến làm kế toán MISA lẫn là phần mềm tính toán về thức ăn công nghiệp, Brief. Thì hiện tại chú sẽ chia sẻ cho chúng ta biết là máy chú đang dùng đang gặp vấn đề gì. Dạ, dạ chú. Mình đang dùng cái MacBook Pro, nhưng một số cái phần mềm thì lại chạy trên Windows, cho nên cái máy mình cài trên cả phần Windows. Nhưng mà hiện tại dùng một thời gian thì các cái phần mềm đó chạy trên Windows của MacBook thì có vẻ như là nó bị xung đột cái gì đó, cho nên nó chạy không ổn định. Nên mình quyết định là mua một cái máy chạy Windows hoàn toàn để sử dụng các phần mềm cho nó. Dạ vâng, cháu xin cảm ơn phần chia sẻ.